chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Đây là hai con cá mình thả hôm bữa. Bây giờ mình mới nhập thêm tuyển được hai em Kohoku nữa. Mình làm clip thả tiếp hai em cá đó nha. Em cá này đã khỏe và đã rất là mừng mình khi mình ra rồi. Thấy người. Cái chuyện cá dạng người tập rất là dễ thôi các bạn đừng lo lắng gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm clip thả thêm hai em cá nữa. Đây là hai em Kohoku mới nha các bạn. Vây mình body mình được lựa chọn rất là kỹ rồi. Do dưỡng hơi lâu nên nó cũng còn hơi ốm nhưng mà không sao, mình sẽ nuôi nó mập lên thôi. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục clip như cũ thôi, không có gì hết. Mình ngâm nước trước cho nó quen nhiệt độ. Xong rồi bớt nước bỏ vô cho nó quen pH. Xong rồi thả ra thôi. Còn cái chuyện cái bọc, cái nước ở trong bọc khi các bạn nhập về, các bạn mới mua cá về, cái nước trong đó các bạn phải bỏ đi nha. Các bạn không được bỏ chung cái nước đó vào hồ nha. Cái hồ cái nước đó nó nhiễm khuẩn, nó dơ lắm nha các bạn. Khi các bạn bỏ cá vào bọc, khi các bạn lấy cá trong bọc ra thì các bạn vớ cá ra thôi, bỏ cái bọc ra ngoài. Hoặc là các bạn bỏ ra một cái thao riêng ở ngoài trước đi, đừng có bỏ vô trong hồ. Rồi các bạn vớ cá bỏ lên thao, rồi lấy cái thao đó bỏ vô trong hồ mới, rồi vớt nước vô cho cá nó quen pH. Thì các bạn đừng có bỏ cái nước dơ mà chuyển đường xa về nha. Cái bọc này thì mình đã ra nước dơ rồi, mình chỉ còn nước sạch thôi. Rồi mình thả ra rồi. Rồi đây đã được 4 em Kohoku. Mình rất là thích những cái dòng em này. Các bạn thấy màu trắng của mấy em này không? Trắng, rất là trắng, trắng toát luôn. Rồi mình sẽ tập cho mấy em nó dạng lại sau. Rồi mình sẽ kết thúc clip ở đây luôn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, đã ủng hộ cho mình một like để mình làm video tiếp theo liên quan về cá coi nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.